Hoàng tử tại Bồ Tát, đức hạnh đã đạt ngưỡng tối cao. Quan tự tại Bồ Tát, đức hạnh đã đạt ngưỡng tối cao. Phật chính là không giống bãi chỉ, không giống bãi chỉ, không giống bãi chỉ. Chứ nào chắc không giống bãi chỉ. Không chiêu mà có không giống bãi chỉ. Phật, Phật chính là ở trực đăng ký thân thông. Huy đăng ký thân thông. Tiểu ngạo giang hồ. Phật chính là ở trong tâm. Phật chính là ở trong tâm. Đây chính là kiểu dập mông của Thanh Thành Phái sao?
như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nhất thiết hữu di pháp. Phật chính là ở trung tâm. 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 Sao hoàng lão tà lại xuất hiện dư? Nếu Hồ Xung ca ca đoản mệnh, Doanh Doanh thì cũng không ham sống.